Tecovete. Ăn. Thế rồi mà, bữa nay không bật đây. Một quát. Mình bật đây. Chưa tết, chưa tết Covid. Tết rồi. Cái đó của em. Tết nữa là tết lông mũi luôn đấy. Nghe. Thế quá. Tết đi. Chưa có tết mà. Tết rồi mà. Chưa. Không biết. Anh... Hè đến rồi anh chị em ơi, nhanh tay nhanh chân vào shop bemon.net để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn, cơ hội nổ hũ cực cao. Nạp vào một nhưng được hai, thời quá còn gì. Anh em còn không mau nhanh tay nhanh chân vào shop bemon.net để chơi những trò chơi vui vẻ và hấp dẫn. Nhanh tay nhanh chân vào shop bemon.net thôi nào. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Mon nha. Thì Mon ngủ mới hức, sau mà nghe là Đức bị bệnh cho nên là mình đã test Covid thì mình không có bị F0, nhưng mà lại rất là mệt thì chắc là do thời tiết. Thì mình cũng nói luôn là hiện tại thì có khá là nhiều bạn ngoài Bắc ấy, thì khá nhiều bạn ngoài Bắc sẽ bị mệt, khó thở, nhức đầu này kia. Thì nhiều người sẽ không là bệnh Covid đâu, người ta chỉ là bị chuyển mùa thôi. Mà có nhiều bạn, có khá là nhiều bạn cứ tưởng là mình bị Covid thôi. Cho nên là mọi người cứ test, test xong xuôi rồi thì hãy uống thuốc vào là thấy hết khỏe ngay. Ok, hết khỏe ngay. Ảo thật đấy. Giờ mình sẽ đem thuốc vào cho được uống nha. Nó để ở bàn thôi. Bắn gì? Hả? Nước gì đây? Nước hạ sốt. Chưa. Uống hết đi, uống hết nó mới khỏe được. Đúng. Không khỏe hết đâu. Nếu sao tức mọi người còn một ít để ai uống, không đổ được hay để tiếng uống. Anh thấy như thế nào hả? Hả, anh thấy như thế nào? Mệt nhào nữa, nằm nghỉ đi. Hôm nay chắc không làm clip được à? Có mà phải ra như thế này làm sao mà ra clip được? Đúng hả? Ra được. Xem nào. Nhầm em xem nào. Đây. Nóng hỏi quá. Nó thằng ngợi. Ôi. Nhầm nhẹ quá. Nhầm nhẹ quá đi. Mệt không? Mệt quá, mệt quá. Mệt quá. Anh kia bị chuyển mùa thôi, không bị Covid đâu. Xem nào. Anh ơi, anh ở chưa? Hơi hơi đỡ rồi. Hơi hơi rồi á. Ừ. Em tự xem clip của mình à? Hả? Tự xem clip của mình à? Đọc comment. Đọc comment á? Có mấy bạn chửi không á? Không có ai chửi. Thương quá. Ôi nóng chứ nè, người nóng lắm. Tết Covid đi. Ăn. Tết rồi mà, bữa nay không bật đây. Một quát. Mình bật đây. Chưa tết, chưa tết Covid. Tết rồi. Cái đó của em. Tết nữa là tết lông mũi luôn đấy. Nghe. Thế quá. Tết đi. Chưa có tết mà. Tết rồi mà. Chưa. Không biết, anh khỏe. Nhanh lên đi tết đi, hở như con trâu nước như thế này mà khỏe cái gì đi tết Covid. Chắc hôm nay em nghĩ anh không ra clip được rồi. Là được, nào ra được mà. Trời ơi, chưa. Nghe đi, đâu giờ này còn nằm hở hè hè đây này. Cháo còn không chịu ăn, còn nguyên một tô. Không biết gì hết. Không biết gì hết, cái gì mà không biết gì hết. Còn đây nữa. Quả đó bạn ơi. Rồi. Nóng nhẹo vậy. Đi, ăn cháo. Không. Test Covid. Không. Nằm, chỉ cần nằm im đây thôi, em tự em đem lại em test. Chiều đi. Giờ test. Không. Giờ đang sốt mà không test thì để chiều test cái gì? Quá chuẩn luôn. Thật sự luôn. Nha. Mệt lắm. Ừ, em biết là mệt rồi cho nên phải test. Không là. Test đi mà. Test đi. Anh cắn nha. Thôi mấy bạn cười đấy á, thôi mấy bạn cười đấy. Anh ra đâu em? Hư quá nhờ.
Hư ghê. Hư nha, test Covid đi. Không. Nghe. Hư ghê. Bệnh mà không test Covid chiều à? Mà. Bây giờ. Chiều anh mới test rồi, anh đang rất là mệt người. Bây giờ nóng lắm rồi, để em đem cái cây đo nhiệt độ qua. Mình sẽ lấy cái kit test. Đưa nắp đây. Kẹp lại. Kẹp cho nó nóng vào. Ư là trời. Kẹp thêm con nào. Rồi kẹp vào. Kẹp vô chưa? Thằng nào nó kêu tít 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 đưa em nha. Thằng nào cháy nước mắt đưa em đúng không? Thằng nào tít 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 đưa em nha. Cháy nước mắt. Cháy cái gì mà cháy? Sao cái cổ đỏ vậy? Cổ bị mũi đốt. Ôi. Dạ dạ dạ. Sốt xuất huyết mới sao ấy. Rồi đưa đây, nó kêu rồi. -38°3. Anh kẹp sai chỗ rồi. Ừ. Kẹp lại, bỏ vào nách. Reset đi. Rồi. Chưa. Em reset rồi. 34 độ nè. Rồi, bỏ vào đi. Rồi. Kẹp vào nách chưa? Có lạnh lạnh nách chưa? Đâu, quay qua em coi mũi đốt. Chỗ này à? Ui, cái này không phải mũi đâu, cái này bị gì ơi? Cái gì bắn ơi? Cái này là cái gì ấy? Không phải là mũi đốt đâu. 38 độ. 38 độ 9. Gần 39 độ. Đâu? Đâu có gì mà đâu. Đi test Covid. Hương đức ghê. Bệnh như thế này mà vẫn phải quay clip cho mọi người xem. À đủ. Hương thật sự. Anh ơi. Anh khỏe chưa? Được nữa rồi. Tại em mệt rồi. Anh lây bệnh cho em rồi. Anh Thảo. Không, em không ăn Thảo. Tắt nhiệt độ. Không, em không gặp. Thông mũi. Em thông mũi rồi. Làm tất cả những gì em vừa làm. Nhưng mà cái đó là em thương anh em mới làm mà. Thì đợi anh đi, nhớ đi xong anh gửi cho kịp. Em mệt lắm rồi. Em đang mệt lắm rồi. Tại anh ấy lây bệnh cho em. Ai bắt em hôn má anh? Anh khuyên anh gái quá như vậy mà. Nhưng mà hôn má lây bệnh. Mà thôi thôi, chịu hết nổi thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Giờ anh sẽ cho các bạn. Đầu thì lạnh như kiểu băng. Lạnh đó, em mệt mà. Em có nói em sốt đâu, em chỉ nói em bị mệt thôi mà. Đứng dậy, mua quạt đi cho em về. Tự nhiên đứng dậy mua quạt.